Donald Trump rời top 400 người giàu nhất Mỹ, vì đâu nên nổi. Trong danh sách Forbes 400, bản xếp hạng thường niên về những cá nhân giàu nhất nước Mỹ, vừa được cập nhật, không có tên cựu tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo đó, tài sản của ông Donald Trump năm nay giảm gần 20% xuống 2,6 tỷ đô la Mỹ, thiếu 300 triệu đô la Mỹ để vào top. Đây là lần thứ hai trong 3 năm, ông Trump không có tên trong bản xếp hạng thường niên này không giống như các tỷ phú khác có giá trị tài sản rồng ổn định hoặc ngày càng tăng như CEO Tesla Elon Musk, nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos và nhà sáng lập tập đoàn Oracle Larry Ellison. Giá trị tài sản rồng của ông Trump đã giảm 600 triệu đô la Mỹ so với năm 2022. Donald Trump rất quan tâm đến các công bố của Ford. Ông thậm chí từng bị cáo buộc phóng đại tài sản để lọt danh sách của tạp chí này. Việc rời top 400 diễn ra trong bối cảnh cựu tổng thống Mỹ đối mặt với hàng loạt thách thức pháp lý. Tuần này, ông có mặt tại tòa án bang New York để tham gia phiên xét xử với cáo buộc khai khống tài sản, thu lợi bất chính. Năm sau, ông cũng phải tham gia nhiều vụ xét xử khác. Theo Fox, giá trị tài sản ròng của ông Donald Trump suy giảm do hai yếu tố là nền tảng mạng xã hội Trúc Social và các tài sản bất động sản của ông đều mất giá trị. Ông Trump ra mắt mạng xã hội Trúc Social tháng 2 năm 2022, quảng cáo đây là mối đe dọa với Facebook và Twitter. Tuy nhiên, Trúc Social không phát triển mạnh như kỳ vọng. Tại Mỹ, mạng xã hội này có 738.000 người dùng hoạt động mỗi tháng trên ứng dụng iOS và Android hồi tháng 8. Con số này giảm so với 1,3 triệu tháng 12 năm ngoái, theo hãng phân tích dữ liệu SimilarWeb. Đó là lý do Fox giảm định giá 90% cổ phần của trăm trong trúc social từ 730 triệu đô la Mỹ năm ngoái xuống còn chưa đầy 100 triệu đô la Mỹ năm nay. Đế chế bất động sản của cựu tổng thống Mỹ cũng đang chịu tác động mạnh. Hãng nghiên cứu McKinsey Global nhận định chính sách làm việc từ xa có thể thổi bay 800 tỷ đô la Mỹ giá trị của các tòa nhà văn phòng trên toàn cầu. San Francisco, nơi đô nanh trăm đặt đế chế bất động sản, đặc biệt chịu tác động từ diễn biến trên thị trường địa ốc. Hàng loạt doanh nghiệp đã rời thành phố này như Hunfus, Target, Nordstrom và gần đây là Starbucks. Phóc ước tính giá trị cổ phần của Trump tại tòa nhà 555 California Street đã giảm 30%. Cổ phần của ông tại tòa 1290 Avenue of the Americas cũng giảm gần 60 triệu đô la Mỹ. Các sân golf của trăm hiện hoạt động không tốt. Tiền mặt của cựu tổng thống Mỹ có được từ việc bán sách, diễn thuyết và kinh doanh cũng không thay đổi vài năm gần đây. Con số này hiện là 426 triệu đô la Mỹ. Cựu tổng thống Donald Trump từng rời danh sách Ford 400 năm 1990 và 2021 khi ông gặp nhiều rắc rối tài chính. Tổ hợp khách sạn Casino trăm tác nộp đơn xin phá sản năm 1991. trăm Castle Associates cũng nối gót vào năm sau đó.